Thưa quý vị, chương trình truyền hình tối nay gồm có những tiết mục sau: 19 giờ câu chuyện ước mơ, 19 giờ 30 phút hoa hướng dương, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chúc mừng sinh nhật, 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chúc chơi, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 50, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuột yêu gạo tập 20, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao, 23 giờ 55 phút người chiến thắng. Chương trình rạng sáng ngày 16 tháng 2 gồm có 0 giờ 55 phút sân khấu về khuya, cải lương, hồn thiên áo giải cờ đào, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam, nữ bác sĩ tập 5, 3 giờ 30 phút thế giới đó đây, những người săn tìm kho báu, 4 giờ khéo tay hay làm, hải sản du xuân, 4 giờ 15 phút câu lạc bộ thể thao.